Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hồng. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn đó là một cái sản phẩm công nghệ mà chắc chắn là những các bạn nào mua iPhone mới, từ iPhone 11 trở lên thì các bạn đều rất là chú ý. Đó chính là một cục sạc nhanh. Thì như các bạn cũng biết thông tin là Apple đã không có bán kèm cục sạc ở trong những cái chiếc điện thoại iPhone, trong những cái chiếc điện thoại iPhone gần đây. Thì lý do thì họ nói là chúng ta nên tận dụng lại những cục sạc vân vân. Tuy nhiên là những cái bạn mà xài iPhone đời trước đó thì sẽ rất là khó khăn, bởi vì cục sạc không hề tương thích, cho nên là các bạn sẽ phải mua một cục sạc. Thì mình có mua một cái cục sạc là cục sạc Anker các bạn ha. Đây, như các bạn có thể thấy đó. Thì cục sạc nhanh này thì mình cũng đã mua với giá là 400.000. Tuy nhiên là mình cũng có được giảm giá kèm chung với cái điện thoại mà mình mua. Tuy nhiên là các bạn có thể lựa chọn một số những cái lựa chọn khác phù hợp hơn về kinh tế. Nhưng mà một thời gian mình sử dụng về cái cục sạc nhanh này á, thì mình cảm thấy nó đủ tốt để các bạn xài. Khi mà các bạn mang đi đâu đó thì nó cũng tương đối nhỏ gọn và tiện ích như thế này đây. Và cái đầu của nó đã thay đổi các bạn ha. Và chỉ sử dụng được cái cáp sạc của iPhone 11 hoặc 12 thôi. Còn lại thì các bạn không có sử dụng được đầu USB như cũ đâu. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái mức độ vô pin. Thì mình cảm thấy là mình khá là hài lòng. Bởi vì khi mà iPhone của các bạn thì các bạn cũng biết là iPhone của các bạn hay bị hết pin đúng không? Bởi vì cái màn hình của nó chất lượng rất là tốt và ánh sáng cung cấp cũng rất là tốt, dẫn đến cái chuyện mà các bạn trải nghiệm và nó nhanh hết pin là một cái điều mà các bạn phải chấp nhận thôi. Thì cái cục sạc này có thể cung cấp được cái lượng pin vô rất là nhanh. Khi mà mình bị hết pin á, mình hết còn khoảng 1-2% pin thôi á, thì mình sạc á, thì rất là nhanh, khoảng chưa đầy một tiếng đâu là mình có thể là có đủ pin để đi ra ngoài rồi. Mình không đo lường một cách chính xác được, bởi vì mình cảm thấy là nó đủ nhanh đáp ứng nhu cầu của mình. Thì khi mà các bạn sạc khoảng cỡ 10-20 phút á, thì cái lượng pin nó cũng maybe nó đạt được 40-50, thậm chí là nhiều khi là tới 60% rồi. Tại vì mình cũng không có đo đạc được chi tiết để chia sẻ nhiều cho các bạn, nhưng mà mình thấy là cái mức độ nó cung cấp được cái lượng pin trong một thời gian ngắn như vậy là đảm bảo. Với cái giá tiền mà mình mua khoảng gần 400.000 thì mình cảm thấy là cái sản phẩm này tương đối ok. Đó. Thì dành cho tất cả những cái bạn nào mà chúng ta đang có iPhone và cần mua cục sạc nhanh, thì mình hy vọng là mình có thể đưa cho các bạn một cái gợi ý ha. Rồi, hy vọng là các bạn sẽ yêu thích và cũng like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.